Trận hòa 1-1 trước Mallorca trong ngày ra quân không phải là khởi đầu như mơ mà Real Madrid cùng với ngôi sao mới Kylian Mbappe và những đồng đội của anh mong đợi. Đội bóng mang danh Galacticos 3.0, một phiên bản nâng cấp từ cả về chiến thuật lẫn sức mạnh nhân sự so với các đội hình trước đây, chắc chắn phải đối mặt với những sự kỳ vọng cao hơn từ người hâm mộ và giới chuyên môn. Tuy nhiên, việc chia điểm ngay trận mở màn cũng mang lại cho huấn luyện viên Carlo Ancelotti những cơ hội để nhìn rõ hơn về những thách thức mà ông phải đối mặt, đặc biệt là làm sao để kết nối và phát huy tối đa sức mạnh của bộ tứ nguyên tử Mbappe, Vinicius Junior, Rodrigo và Jude Bellingham. Nếu họ có thể cùng nhau vận hành một cách nhuần nhuyễn, sẽ không có điều gì ngăn cản Real Madrid trên con đường chinh phục mọi giải đấu. Trong những trận đấu đầu tiên của mùa giải, các cổ động viên của Real Madrid đã được chứng kiến những khoảnh khắc tỏa sáng của từng ngôi sao trong bộ tứ. Tuy nhiên, điều đó chưa đủ để tạo nên một sức mạnh tổng thể. Các cậu cần phải kết thúc đợt tấn công vì hậu vệ chạy cánh rất khó chịu. Đó là lời khuyên mà Jude Bellingham đã nói với các đồng đội của mình, những người được đánh giá là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất thế giới, Mbappe, Vinicius và Rodrigo. Anh đã nhấn mạnh rằng họ cần phải tạo khoảng trống và dứt điểm thay vì tìm kiếm những đường truyền quá phức tạp quanh vòng cấm. Trong một clip được lan truyền từ giờ nghỉ giữa hai hiệp trong ngày ra quân tại La Liga trên miền đất Palma, những thống kê từ trận đấu với Mallorca đã cho thấy phần nào đó mức độ hiệu quả trong những đợt tấn công của Real Madrid chưa ở mức cao. Kên Kên Trắng chỉ có 13 cú sút trong suốt 90 phút với chỉ 5 cú trúng đích và không tạo ra được cơ hội lớn nào. Trong khi đó, Mallorca thậm chí còn có XG, số bàn thắng kỳ vọng cao hơn. Một phần điều này diễn ra cũng bởi Vinicius đã bị hạn chế rất nhiều trong việc tạo ra những pha bóng nguy hiểm, cực giác từ hậu vệ đối phương, mà trọng tài thì có vẻ là chẳng quan tâm lắm và cứ lưỡng lự để trận đấu tiếp tục hết tình huống này đến tình huống khác. Dù bộ tứ tấn công của Real Madrid đã tham gia vào bàn mở tỷ số, nhưng sự kết nối giữa họ vẫn chưa thực sự nhuần nhuyễn. Tình huống dẫn đến bàn thắng trên thực tế là một sự tỏa sáng cá nhân của Rodrigo, kết thúc một pha bóng có phần ngẫu hứng hơn là sự kết hợp chặt chẽ giữa các ngôi sao, một phiên bản mà họ đã cùng nhau hoàn thiện ở ngưỡng tuyệt đối. Đó là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy rằng, dù có tài năng vượt trội, nhưng nếu không có sự phối hợp tốt, ngay cả những ngôi sao lớn nhất cũng khó lòng tạo ra sự khác biệt, dù là đối thủ phía trước có ít sự đáng sợ trên lý thuyết. Nhìn lại trận thắng Atalanta tại UEFA Super Cup, các dấu hiệu của sự thiếu ăn khớp này đã có thể được thấy từ trước. Dù các cầu thủ tấn công của Real Madrid có màn trình diễn ấn tượng, nhưng vấn đề nằm ở chỗ họ thường đứng cùng một vị trí trên sân. Cả Mbappe, Vinicius, Rodrigo và Jude Bellingham đều thuận chân phải và có xu hướng dạt sang trái trước khi cắt vào trung lộ. Điều này khiến cho các pha tấn công của họ trở nên dễ đoán và bị đối phương bắt bài. Một khoảnh khắc bắt gặp trong những phút cuối của lượt trận trước Mallorca khi Vini, Rodrigo và Mbappe cùng chung một tọa độ. Và dĩ nhiên là cách di chuyển như vậy thì chỉ khiến cho đối phương dễ dàng vô hiệu hóa những đợt tấn công của họ mà thôi. Mbappe là người sẽ phải thay đổi nhiều nhất trong hệ thống Galacticos 3.0 này trước tiên. Tại Paris Saint-Germain, anh thường tận dụng những khoảng trống mà Neymar và Messi để lại trong kỷ nguyên 2 năm về trước và sử dụng sự nhanh nhẹn cũng như thông minh của mình để mở khóa hàng phòng ngự của đối phương. Tuy nhiên, tại Real Madrid, anh cần phải hòa nhập với những tài năng khác và không còn nhiều khoảng trống để anh thoải mái thể hiện. Ngay từ trước khi bản hợp đồng này được công bố, chúng ta đã nói rất nhiều về Vinicius và Mbappe hoàn toàn có thể dẫm lên chân nhau khi ra sân cùng lúc. Jude Bellingham thì có thể đã lùi sâu hơn được, như cách mà anh vẫn thi đấu trong màu áo Dortmund lúc trước. Nhưng con số 7, Vini, sẽ không nguy hiểm nếu không có một khoảng trống rộng rãi để đối đầu 1-1 với hậu vệ đối phương. Dù vậy, với kinh nghiệm của mình từ Parc des Princes, Mbappe vẫn mang lại rất nhiều những hy vọng khi thích nghi nhanh hơn với Real Madrid. Một giải pháp có thể được cân nhắc, đó là điều chỉnh đội hình một cách dứt khoát để phù hợp với chất lượng của từng cầu thủ sẵn có. Đó là đưa Rodrigo lên ghế dự bị và sử dụng thêm một tiền vệ nhằm tăng cường sự cân bằng trong đội hình. Eduardo Camavinga, dù đang dưỡng thương nhẹ, là một lựa chọn lý tưởng để kết hợp cùng với Tchouameni ở hàng tiền vệ, giúp Valverde và Bellingham có thêm không gian để sáng tạo phía sau Mbappe và Vinicius. Đồng thời, Dani Carvajal, người đã có một mùa giải ấn tượng vào năm ngoái, sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ tấn công từ cánh phải. Về cơ bản thì khối đội hình sẽ vẫn trở về dạng 4-4-2 kim cương như trong mùa giải trước. Ai giỏi việc gì thì làm việc của người đó. Điều này cũng giải quyết được vấn đề tuyến giữa trong hai trận đấu vừa qua của Kên Kên Trắng, khu vực mà họ sẽ cần chú trọng hơn sau khi Toni Kroos nói lời chia tay với bóng đá ngay trên đỉnh cao. Tuy nhiên thì phát kiến này khó mà được thầy An cùng với bộ sậu đồng thuận. Thay vì thực hiện một cuộc cải tổ chiến thuật, khả năng cao là huấn luyện viên Ancelotti sẽ chỉ thực hiện những điều chỉnh nhỏ để giải quyết vấn đề.
Sau trận đấu với Mallorca, ông đã bày tỏ sự không hài lòng với khả năng phòng ngự của đội bóng, chứ không phải với việc họ thiếu khả năng tấn công, cùng nhau tạo nên những bước đột phá. Chúng tôi cần phòng thủ tốt hơn, chúng tôi cần cân bằng hơn, chúng tôi đã nói trước đây, chúng tôi rất tấn công và cân bằng là điều cần thiết, Ancelotti phát biểu. Vậy có nghĩa là những thay đổi sẽ phải tác động đến phong cách chơi và tư duy vị trí của từng cầu thủ. Sự linh hoạt trên hàng tấn công là điều mà huấn luyện viên người Italia vẫn rất cần trên hàng tiền đạo. Đó là công thức giúp họ lên đỉnh châu Âu mùa giải đã qua. Nhưng đôi khi, với một tiền đạo có tiềm năng ghi trên 40 bàn mỗi mùa như là Mbappe, sự ổn định về mặt chiến thuật lại đem tới tác dụng cao hơn. Mbappe còn lại gì nếu ít được cầm bóng, thoải mái tung tăng bên hành lang cánh trái khi đã có Vinicius Junior lo việc này? Bản thân Ninja Rùa sẽ phải trả lời được câu hỏi đó. Ancelotti luôn được biết đến là một huấn luyện viên tự do, người tin tưởng vào khả năng của các ngôi sao hơn là áp dụng các hệ thống chiến thuật phức tạp. Điều mà ông đòi hỏi từ các cầu thủ của mình chỉ là sự nỗ lực không ngừng và sự hy sinh cá nhân khi cần thiết. Tuy nhiên, trong trận đấu với Mallorca, đội bóng của ông đã không thể hiện được điều này. Họ chơi thiếu tập trung ở cánh phải và hàng tiền vệ không phản ứng kịp với những pha phản công của đối phương. Các tiền đạo cũng không đủ tích cực trong việc pressing khi mất bóng. Ancelotti có thể không muốn thay đổi nhân sự, nhưng chắc chắn là ông sẽ yêu cầu các cá nhân phải cố gắng nhiều hơn. Nghệ thuật không làm gì cả, theo đó sẽ lại ứng nghiệm. Dĩ nhiên là về mặt chiến thuật thôi, chứ còn việc trong phòng thay đồ, trong khu vực huấn luyện, với thầy An và bộ sậu sẽ khá nhọc đây. Mặc dù Real Madrid chưa thực sự vào guồng, nhưng cũng không cần phải quá lo lắng. Owen Hargreaves trên sóng truyền hình đã nhận xét về bộ tứ nguyên tử này như sau. Bốn người đó kết hợp với nhau, điều đó không công bằng. Nếu những cầu thủ này trông chừng nhau và kết hợp như thế này, bốn tiền đạo đó chơi cùng nhau, họ sẽ đạt được những con số đáng kinh ngạc trong mùa giải này. Rio Ferdinand thì cũng đồng tình, cho rằng sự kết hợp giữa bộ tứ này là đáng sợ và sẽ mang lại những thành công lớn cho đội bóng. Anh cho biết, sẽ có những cạnh tranh trong đội. Hãy quên những cái tên khác đi, cuộc cạnh tranh này sẽ có được nhiều pha kiến tạo nhất, ghi được nhiều bàn thắng nhất. Sự kỳ vọng vào Real Madrid trong mùa giải này là rất lớn, nhưng cần có thời gian để bộ tứ nguyên tử thực sự hòa nhập và phát huy hết khả năng. Trong quá trình đó, sẽ có những sai lầm và một chút những hoài nghi, nhưng điều quan trọng là niềm tin của các Madridista thì vẫn bền chặt. Real Madrid hiện tại có thể là đội bóng mạnh nhất châu Âu. Vậy thì có sao nếu giai đoạn kiến thiết lên một kỷ nguyên còn mạnh hơn nữa của họ có một chút những trục trặc? Sự kết hợp giữa Mbappe, Vinicius Junior, Rodrigo và Jude Bellingham trong dài hạn hứa hẹn sẽ mang lại những màn trình diễn ấn tượng. Và nếu họ có thể phát huy tối đa tiềm năng của mình, Real Madrid sẽ rất khó bị ngăn cản trong cuộc đua đến những danh hiệu cao quý. Không phải là một mùa giải mà những đội bóng khác khi chứng kiến viễn cảnh này xảy đến chắc chỉ có thể thấy rằng mọi sự đã an bài, khó lòng thay đổi mà thôi.